Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Công an cùng phối hợp thực hiện đấu thầu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ mà Ngân hàng Nhà nước giao. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3003 gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp. 1. Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Nghị định số 24. Nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Thực hiện nhiệm vụ tại công điện số 23 của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 4 năm 2012 về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. 3. Phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả. Ngoài việc đề nghị Bộ Công an cùng phối hợp thực hiện đấu thầu vàng miếng với mình, Ngân hàng Nhà nước còn đề nghị các bộ ban ngành khác. Cụ thể, tại văn bản số 3102, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phối hợp. 1. Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Nghị định số 24 ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng, nhất là kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành, bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này. 3. Tiếp tục cung cấp thông tin về các sự vụ, sự việc buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới để Ngân hàng Nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin thị trường nhằm đưa ra phương án quản lý thị trường vàng hiệu quả. 4. Hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu. Tại văn bản số 3104, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương phối hợp. 1. Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Nghị định số 24 ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhiệm vụ, giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng được giao tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3145, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ. 1. Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định số 24 ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 24, các thông tư hướng dẫn Nghị định 24, các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá. 2. Thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua, bán vàng để nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động mua, bán vàng, đặc biệt là mua, bán vàng miếng. 3. Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thực hiện nghiêm túc công văn số 10.064 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 3146, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ. 1. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, Cục Quản lý Thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của các đơn vị, kịp thời xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng theo thẩm quyền, nếu có. 2. Yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định 24 ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
các thông tư hướng dẫn nghị định 24 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. 3. Theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Trước đó, ngày 17 tháng 1 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã có loạt công văn gửi Bộ Tài chính, Công Thương, Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng. Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm nay cơ quan này đề nghị có sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan cùng chấn chỉnh lại thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại. Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất công tác chuẩn bị đấu thầu vàng miếng trở lại để tăng nguồn cung cho thị trường. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng trở lại. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ gửi thông báo đấu thầu trước một ngày tổ chức đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất vào 17 giờ ngày nhận thông báo thầu. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng thuộc khối BIC 4 cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước lấy vàng trong kho dự trữ ngoại hối ra tăng cung để bình ổn thị trường mà chưa cấp phép nhập khẩu vàng là hợp lý trong bối cảnh tỷ giá tăng cao và dự trữ ngoại hối có hạn như hiện nay. Trước đó, trả lời báo chí, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thị trường và thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao với giá quốc tế. Để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên toàn quốc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.